Rồi, Dũng Cô Đất xin chào tất cả những anh em đang mơ chim cô ấy nha. Hôm nay Dũng Cô Đất sẽ đưa lên một con đồng khoe một gục rất là liếng, ngồi chơi rất là tốc độ. Vào chơi là anh em chỉ nghe nó làm là như 3-4 con trăm cây vậy đó. Con này thì bắt con này một quá trình rất là lâu, mấy ngày mà bắt được con chim này. Con này thì nước non là bài bản, không nhận nước non mà bản mà rất là tốc độ liếng. Vừa nay nuôi đã hơn 1 năm rồi. Đó. Con này thì đóng một cái tướng rất là đẹp và sang. Một cái đầu mặt rất là khó tìm. Đầu vuông là lỡ đóng cái mỏ là thắng đuốc. Móng khô cứng. Đó, anh em mình sẽ quay kỹ bộ cườm rất là độc đáo. Chim này thì không to lắm, vừa thôi nhưng mà rất là chắc chim. Một dàn cườm mà cắt ngang về trên gót đóng dưới một dàn cườm lửa là kiếm vào dưới cây ngực này, anh em thấy nhá. Còn một bộ lông nó thì quá tuyệt vời, màu đỏ sậm. Chị Long học vào học dầu ở trong tốt, chị hết trái điều ra sau, không thiếu lông. Lông quy là đầy đủ. Có một con chim quay rất là tốt. Mặt mày liếng. Không dở tim những con chim đeo mặt như thế này đâu nha anh em. Đặc biệt con này bấu bơ, chưa bao giờ mắc một cọng lông. Nó rất là chuẩn chạc. Xương ghế đây mình sẽ cố gắng quay kịp chân nó cho anh em xem nha. Chân là hai bên chân nhân đều. Ông chân bàn dĩ rất là tốt, to. Bên nhân đẹp. Cố gắng quay chung một lần đó. Mình thấy bên chân này chưa? Đó, dấu mặt nó này. Con này thì lúc bác ở ngồi thì chỉ nghe nó quèo, nó làm nghe mơ thôi. Con này mà lên mai mốt đứng lông thì anh em chơi cái nước chơi nó, anh em sẽ thấy tốc độ liếng xương. Bộ lông hậu nó là vàng, anh em thấy không? Rất là đẹp, giống một cái mỏ rất là độc đáo. Cố gắng mình quay thiệt kỹ cho anh em xem. Đó. Anh em thấy cái chi quang này chưa? Thì hai ba cánh nó là bò sát vào trên lưng rất là kín. Rồi mình cũng đã nói hết về con chim bổi này rồi. Thôi mình xin chào tất cả những anh em nào đang xem cái con chim bổi rất đẹp liếng này của mình nha. Rất là tốt.